Kính thưa quý cộng đoàn, trong bầu khí thánh thiêng của đêm nay, ở một góc bên của nhà thờ Thánh Gia, thật là sống động và sốt sắng. Mình vừa dâng lên Chúa chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, hòa với những điều nhạc của gia đình cầu nguyện. Anh chị em cảm nhận thế nào về lòng Chúa thương xót? Giờ phút này, cha xin chia sẻ ba ý. Thứ nhất, mình hiểu thế nào về lòng Chúa thương xót? Thứ hai, Chúa Nhật hai phục sinh là Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Tại sao chúng ta có? Và thứ ba, hãy cầu nguyện với lòng tín thác. Thứ nhất, mình đang tôn vinh Chúa thương xót. Giáo hội lâu nay lấy câu tin mừng của Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu. Đúng, Thiên Chúa là tình yêu. Khi các môn đệ của Gioan hỏi: Thầy dạy cho chúng con đi, còn cái gì nữa Thầy dạy cho chúng con đi, thì Thánh Gioan chỉ nói với các môn đệ của Ngài: Thiên Chúa là tình yêu. Đúng vậy, Thiên Chúa là tình yêu. Trong thời đại chúng ta đây, chúng ta lại nghe lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa là đấng thương xót, Thiên Chúa là đại dương thương xót, Thiên Chúa là lòng thương xót. Vậy tình yêu và lòng thương xót có gì giống nhau, có gì khác nhau? Thưa, tất cả đều yêu. Nhưng thương xót thì khác đi. Tình yêu thì mình dành cho nhiều người yêu nhau trong gia đình, đôi bạn, tình bạn bè. Chúng ta hay dùng từ tình yêu để trao và mời gọi nhau. Còn thương xót thì ít khi chúng ta được dùng. Nhưng Thiên Chúa lại muốn chúng ta hãy tôn vinh Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thương xót là vừa thương nhưng vừa xót xa, vừa khao khát, vừa mong muốn để những con người mà cần được thương xót đó đón nhận được tình yêu và sự xót xa của Thiên Chúa. Nên khi chúng ta đến để kêu cầu với lòng thương xót, thì chúng ta hãy nhìn một Thiên Chúa đang xót thương con người. Những ngày trong tuần mùa chay, nhiều anh chị em Công giáo chúng ta mở mạng xem phim cuộc khổ nạn của Chúa. Có nhiều người xem không hết cái đoạn phim đó, thì vì thấy ghê quá, thấy sợ quá. Có người xem đoạn phim ấy mà khóc, nước mắt tuôn chảy. Sao Chúa chịu đau khổ thương xót, đáng thương quá vậy? Vậy là những con người này đồng cảm với Chúa và xót xa vì cái cuộc khổ nạn, vì cái chết của Chúa cho nhân loại và cho bản thân chính người đó. Mình xót xa bởi vì Chúa chịu quá sức nặng nề trong cuộc khổ hình. Vậy Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa đến làm người mà có người phải xót xa trước các cuộc khổ nạn mà Ngài gánh chịu cho chúng ta. Và khi tôn vinh lòng thương xót Chúa, Thiên Chúa lại mời gọi chính mỗi người chúng ta phải thương xót nhau. Hãy nhìn những mảnh đời bất hạnh kia và thương xót họ. Anh em, làm cho những người bé mọn này là làm cho chính ta. Chúa đồ hóa thân như là những người bất hạnh, những người hèn mọn trong xã hội, trong thế giới, và muốn con người phải xót xa họ, làm cho họ là làm cho chính Chúa. Vậy khi chúng ta tôn vinh lòng thương xót Chúa, Chúa mời gọi chúng ta hãy hành động và làm sao để những người đáng được thương xót kia sẽ nhận được sự thương xót của mình. Mình thương xót thấy Chúa chịu chết như thế nào, thì Thiên Chúa cũng muốn chúng ta cũng hãy thương xót những người con cái của Chúa, mà Chúa muốn chúng ta hãy nhìn họ, đón nhận họ, mở vòng tay ra để mà an ủi, để mà chữa lành cho họ. Đây, từ ngữ thương xót là hãy xót xa. Chúa xót xa mình, Chúa mong muốn khao khát mình được xót xa anh chị em mình. Nên từ thương xót chắc không diễn giải nhiều được vì không có giờ, thì chúng ta hiểu lòng thương xót là như vậy.
Không phải lòng thương xót là chúng ta chỉ hướng về Thiên Chúa không, mà lòng thương xót đang trao gửi cho từng người, để mỗi người chúng ta cũng thi thố lòng thương xót cho biết bao nhiêu cảnh đời khác. Thứ hai là Chúa Nhật Hai Phục Sinh. Vào thiên niên kỷ thứ ba, đầu thiên niên kỷ thứ ba năm 2000, 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul II công bố Chúa Nhật Hai Phục Sinh là Chúa Nhật kính lòng thương xót. Tự nhiên có một ngày Chúa Nhật dành riêng để kính lòng thương xót. Không có một đoàn thể, không có một vị thánh nào mà được đưa vào ngày Chúa Nhật để mừng kính như vậy cả. Những anh chị em tôn vinh sùng kính lòng thương xót Chúa, hãy tự hào về điều đó. Vì chúng ta có cả một ngày Chúa Nhật là ngày cuối cùng của tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày để kính lòng thương xót Chúa mà chúng ta đang hướng về để cầu nguyện và ký thác nơi Ngài. Và điều này đâu phải là sáng kiến của Thánh Giáo Hoàng John Paul II, thưa là của Thiên Chúa. Ngài đã nhờ Thánh Nữ Faustina trong nhật ký của Ngài, và Chúa đã nói: ta ao ước ngày Chúa Nhật Hai Phục Sinh là ngày để kính lòng thương xót của ta. Và rồi Thánh Giáo Hoàng John Paul II khi đến thời và đến đã đến lúc rồi, Ngài phong thánh cho Thánh Nữ Faustina, và Ngài đã công bố ngày Chúa Nhật Hai Phục Sinh là ngày lễ kính lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa, chúng ta hướng về một Thiên Chúa chịu nạn, Thiên Chúa đổ máu, Thiên Chúa từ trái tim máu và nước tuôn trào. Nhưng rồi tại sao lại kính, không kính cái ngày mà Chúa chết thứ sáu, mà lại kính cái ngày Chúa Nhật Hai Phục Sinh? Anh chị em có hiểu điều đó? Thưa rằng Thiên Chúa muốn con người được phục sinh. Thiên Chúa không phải chết mãi, không phải nằm trong 3 ngày 3 tháng, mà Ngài chỉ chưa đầy 3 ngày, ngày phục sinh. Ngài muốn, mong muốn con người cũng phải phục sinh với Chúa. Cái sự phục sinh là quan trọng. Khi con người không ăn năn hối cải, không canh tân, không từ bỏ, thì con người không thể phục sinh, không thể thay đổi đời sống của mình. Mình mang tội và tội cứ chồng chất ngày này qua ngày khác, không vươn lên được, nó bị đè nén xuống. Mình phải vùng lên với sức mạnh mà Thiên Chúa ban để mình được phục sinh với Chúa. Lòng thương xót Chúa, thương con người yếu đuối, thương con người tội lỗi. Vừa nãy cha nghe cha xứ sướng lên biết bao nhiêu lời khấn của cộng đoàn. Những lời khấn đó là gì? Mình mong muốn được chữa lành, mình mong muốn được bình an gia đình, mong muốn được vợ chồng mình thay đổi. Và khi chúng ta được thay đổi là chúng ta được phục sinh, không còn sống với tình trạng cũ nữa. Và Chúa Nhật Hai Phục Sinh là Thiên Chúa mong muốn có người hãy cùng với Chúa mà phục sinh. Hỡi những ai sống trong tội, hỡi những ai sống trong sự khó khăn, khốn khó, hãy tìm về Thiên Chúa để đón nhận ơn của Ngài mà được phục sinh. Nên Chúa Nhật Hai Phục Sinh là Chúa Nhật huy hoàng để tôn vinh Chúa sống lại. Và Chúa sống lại, Chúa lôi kéo mọi người cùng sống lại. Khi ta được nâng lên, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Lên đâu? Thưa, sống lại với Chúa. Vậy khi chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, ta kêu cầu Chúa nhiều điều. Mình kêu cầu Chúa phần xác thì Chúa cũng cho chúng ta không? Không phải ai cũng được. Nhưng đời sống thiêng liêng, đời sống siêu ơn siêu nhiên, đời sống tinh thần, Thiên Chúa sẽ ban, và Ngài rất thích ban cho những ai kêu cầu và tín thác vào Chúa. Nên khi những con người được ơn đó, họ trở lại một đời sống mới mà Chúa Phục Sinh mang đến cho họ. Như vậy, chúng ta tôn vinh Chúa Phục Sinh là chúng ta tôn vinh một cuộc chiến thắng trước tội lỗi, trước sự yếu đuối của ma quỷ thế gian xác thịt. Chúng ta không còn bị lệ thuộc vào nó, bị nó đè bẹp và giết chết chúng ta như quá khứ nữa, mà giờ đây nhờ ơn Chúa Phục Sinh nâng đỡ phù trợ, chúng ta đã chiến thắng quá khứ tội lỗi đó. Vì thế mình phải phục sinh với Chúa. Một phục sinh không phải chỉ mừng có ngày Chúa Nhật, mà Giáo hội muốn chúng ta mừng cả 8 ngày gọi là Bát Nhật Phục Sinh, để khơi dậy cho cộng đoàn hãy phục sinh với Chúa. Điểm thứ ba muốn nói đến niềm tin và sự tín thác. Tin mừng cha vừa đọc cho cộng đoàn nghe
là tin mừng của Thánh Marco tóm kết những lần mà Chúa hiện ra mà chúng ta nghe trong tuần Bát Nhật. Chúa đã hiện ra với các phụ nữ, hiện ra với hai môn đệ làng Emmaus, hiện ra một nhóm tông đồ, vậy mà người ta vẫn không tin. Các môn đệ không tin, người Do Thái không tin. Rồi ngày Chúa Nhật hai phục sinh, ta là nghe tin mừng nói về Tô-ma, một con người cứng tin, phải đợi đến Chúa hiện ra có mặt ông. Này Tô-ma, hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh thầy, xỏ bàn tay vào cạnh sườn thầy, có tin không? Lúc đó ông quỳ xuống lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Như thế, niềm tin vào Chúa phục sinh là niềm tin cần chúng ta phải xác tín Chúa đã sống lại. Trên đời này không ai sống lại hết. Những xác ướp Ai Cập, người ta muốn mà ông vua đó sống lại, sống mãi với dân, sống quách gì đâu, bao giờ sống. Còn chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta chết và sống lại. Một lưỡi đồng đâm vào cái tim làm sao không chết thật được. Và Ngài đã sống lại thật, còn in vết trên ngực và trên tay, trên chân của Ngài. Một Thiên Chúa đã sống lại. Chúng ta tôn vinh một sự sống, nhờ vào sự sống của Thiên Chúa phục sinh mà chúng ta được phục sinh với Chúa. Nên đoạn tin mừng đó cho Chúa nhắc nhở tại sao lại không tin vào những lời chứng của các những con người thấy Chúa đã sống lại. Cũng nhắc nhở chúng ta và nhắc nhở với tất cả mọi người và thế giới này phải tin vào một vị Thiên Chúa chết và đã phục sinh. Vì nhờ phục sinh đó mà Thiên Chúa mới cho con chúng ta được thiên đàng với Chúa mai ngày. Điểm thứ ba cha muốn nói đến lời cầu nguyện của anh chị em. Cầu nguyện với lòng tín thác. Có ba việc làm chính của việc sùng kính lòng thương xót Chúa. Đó là thỉnh cầu, thứ hai là tín thác, và thứ ba là thực hành. Ai cũng thuộc hết. Cha hỏi chúng ta làm được ba điều đó, chúng ta có làm được hết chưa? Hết chưa? Nếu xét cho cùng, anh chị em chỉ làm được một điều thôi, thỉnh cầu. 3 giờ mình đến nhà thờ, đến tượng đài, giang tay mình cầu nguyện, thỉnh cầu. Và có nhiều hình thức cầu nguyện, chỉ là thỉnh cầu. Nhưng rồi Thiên Chúa muốn chúng ta cái điều gì quan trọng nhất? Thưa là thực hành. Nên Ngài cũng đã nói trong tin mừng, ai mà nghe lời ta mà không đem ra thực hành thì đó là người ngu đần, xây nhà mình trên cát, mưa sa nước lũ nhà ấy sẽ sụp ngay. Còn những người mà nghe lời ta mà đem ra thực hành thì những người đó là những người khôn ngoan, xây nhà mình trên nền đá vững chắc, mưa sa nước lũ bão tố nó vẫn vững vàng và kiên trung. Thiên Chúa muốn con người nghe kêu cầu Chúa, nhờ ơn Chúa, nhưng phải làm, tức là phải thực hành. Nhưng để chúng ta có bước thực hành thì từ cái chỗ chúng ta thỉnh cầu chưa chắc anh chị em làm được, thực hành được, nhưng phải tín thác. Thỉnh cầu tín thác mới thực hành. Vậy tín thác là gì? Tín thác khi mà chúng ta dâng lên Chúa nỗi niềm, dâng lên Chúa lời cầu nguyện, lời khấn xin của anh chị em, như những lời khấn đó, mình đừng có hời hợt, mình đừng có sáo rỗng, đừng có khua trương bên ngoài miệng lưỡi, mà trong lòng của mình không có một cái gì hết với Chúa cả. Cái sự tín thác là mình kêu cầu Chúa, mình gửi dâng lên cho Chúa một sự khao khát thao thức từ trong cái nội tâm sâu xa của mình, và gửi dâng cho Thiên Chúa hoàn toàn tất cả mọi sự ưu tư mà chúng ta đang kính dâng Ngài. Và cái sự khao khát đó, thao thức đó, nó mới làm thành con người của mình, nó mới có giá trị. Và từ thao thức, khao khát, nỗi niềm đó mới biến con người của chúng ta trở thành một con người hành động. Mình không tín thác, mình không hành động được. Mình chỉ hành động cho xong, cho có. Khi cha trong giáo xứ, cha cũng nhờ những người này đến làm giúp nhà thờ, giúp hội đoàn, giúp giáo xứ. Nhưng những người mà làm không với cái tim của mình, không với cái tâm của mình, thì những người để làm cho nhanh, cho hết giờ rồi về.
làm cho xong việc để khỏi bị phiền trách. Còn những người làm với con tim của mình thì không cần phải nhắc nhở, việc đó là của tôi, việc đó là của chúng tôi. Và chúng ta đến với một cái tâm với Chúa, với nhà Chúa, và từ cái tâm đó chúng ta làm tận tình, không cần cái lời khen ngợi của cha, của ai hết. Mình làm để sáng danh Chúa, mình làm để dâng cho Chúa trọn niềm yêu mến của mình. Đó là sự tín thác. Người châu Âu, châu Mỹ, người ta thích cái chuyện thực hành. Người ta không có ít cầu nguyện, người ta không có đọc kinh thương xót như chúng ta, ta ít cái lần chuỗi manh côi như chúng ta, nhưng người ta lại thích thực hành. Họ muốn đến để dấn thân, để làm việc bác ái cho nơi này, nơi khác, tại tế bần. Điều đó là điều quá tốt. Nhưng rồi nơi họ thiếu cái điều, họ làm với con tim của họ, lòng của họ, nhưng mà lòng của họ gửi cho những hối nhân, những con người đáng thương kia. Họ không nhờ Chúa, họ không cần Chúa, họ không đến nhà thờ, họ không khẩn xin với Chúa để giúp cho họ. Nên họ chỉ làm với khả năng của mình, con tim của mình dành cho những người yếu đuối, những người cần được giúp đỡ. Còn người Việt Nam, Á Châu của chúng ta thì không thực hành là mấy cả, nhưng chỉ làm việc đầu tiên, đó là thỉnh cầu, cầu nguyện quá sức lẻ, đọc kinh quá sức nhiều, lên Đức Mẹ Tà Bao, xuống Cha Bửu Diệp, nơi nào mà linh thiêng đến hết cầu xin, làm thì không chịu làm. Vậy là nơi chúng ta và nơi những cái nước Âu Châu, Âu Mỹ thiếu một cái điều là tín thác. Nếu lời cầu nguyện của chúng ta có lòng tín thác, khao khát thực sự từ tấm lòng của mình biến từ lời cầu nguyện đến hành động rất là dễ dàng. Và những người kia họ làm tốt đấy, nhưng mà không biết Chúa, thì việc làm của họ không có được sự chúc lành của ơn trên, nhiều khi nó lệch lạc. Nên điểm thứ hai là điểm xem ra nó quan trọng là cầu nối để giúp chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa thực lòng. Và chúng ta lời cầu nguyện của chúng ta, sự hy sinh của mình dâng lên Chúa với tất cả nỗi niềm khao khát thao thức, đó là sự tín thác mà mình gửi lên Thiên Chúa. Lời tượng đài này chúng ta thấy hai câu in vàng rất là đẹp: lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Mình hãy suy gẫm về cái lời đó, làm sao để chúng ta sống tín thác vào Chúa. Mình đến với Chúa với con tim, đừng có đến Chúa với những gì bên ngoài. Khi một giáo sứ cha với một số cha cũng rất thao thức, học giáo lý thì dạy giáo lý hay, lớp này lớp kia có vẻ bài bản lắm, nhưng mà ngay cả thiếu nhi, giới trẻ, con tim của nó khô khan đối với Chúa vô cùng. Và người giáo dân vào trong nhà thờ chờ cha ban phép lành, quay gót một cái chạy về, không bao giờ biết quỳ xuống để cầu nguyện với Chúa một phút, hai phút gì hết. Nên trong cái tương quan tình yêu, tín thác giữa mình với Chúa, nó có một cái khoảng cách gì đó. Chúng ta đến với Chúa với một cái gì đó sáo rỗng bên ngoài. Nên điều đó là điều không phải là đến với Chúa thương xót một cách trọn vẹn, thưa anh chị em. Cha cũng cầu nguyện và xin Chúa chúc phúc cho cộng đoàn giáo xứ Thánh Gia, cha xứ và các anh chị em. Chúng ta hãy đến với Chúa thương xót tại điểm nơi đây, một góc nhỏ của giáo xứ, nhưng nơi đây khi mà chúng ta gửi gắm cho Chúa đầy một tâm tình trào dâng từ trái tim của mình, mong muốn được Thiên Chúa, gần Thiên Chúa, ôm lấy Thiên Chúa và đón nhận sự chúc lành và sự sai đi của Chúa, để chúng ta đem tình thương và lòng thương xót đến cho tất cả những người khác. Và khi chúng ta phục vụ nhà thờ với trái tim và với lòng yêu mến Chúa, có lẽ chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa đúng hơn về chính việc sùng kính lòng thương xót của Chúa. Chúc cho các anh chị em và ngay cả những anh chị em đang phục vụ cái nhóm gia đình cầu nguyện đây cũng vậy. Các chị hát hay, các anh đàn giỏi cũng bắt đầu từ con tim. Anh chị em đã có những công sức phục vụ ở giáo phận Sài Gòn rất, và đi nhiều nơi đến Đức Mẹ Tà Bao. Nhưng khi gọi một cái là cái lòng thao thức đó gần như nó dậy lên từ trong mình. Không cần kể đến cái chuyện gì hết, gác hết tất cả mọi sự
để đến nơi này, đến nơi kia, và hôm nay đến thánh gia này để phục vụ tôn vinh Chúa. Chính là chúng ta làm bởi sự thúc dậy của nội tâm, của con tim, của tình yêu, và trong đó có sự soi sáng của Đức Kitô phục sinh, đấng giàu lòng thương xót. Xin chúc cho ca đoàn, các anh chị em trong nhóm cầu nguyện và cộng đoàn giáo xứ sẽ cảm nhận được lòng thương xót Chúa sâu xa như đại dương mà mời gọi chúng ta mỗi ngày mỗi ngụp lặng.